Thế Anh và Thanh Vi xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của đài truyền hình Vĩnh Long. Tiếp tục cập nhật các tin tức đang được quan tâm, chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 4 tháng 8 năm 2023 sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Tiếp tục sẽ đang ngập lụt sạt lở ở các huyện, thành phố phía nam của tỉnh Lâm Đồng. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, gây sạt lở trên quốc lộ 6 ở Hòa Bình đã rơi vào xe ô tô đang lưu thông xe máy tông sập tường rào công ty ở Bình Phước làm một người tử vong. Phát triển cây nhãn đặc sản của Bà Rịa Dũng Tàu, đồng thời xây dựng điểm đến cho các tour du lịch sinh thái. Truy bắt nhóm đối tượng tấn công người đi câu cá tử vong và cướp xe máy tại Bình Dương. Ngắm Sa Pa mùa lúa chín vàng khắp núi đồi. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Tình hình mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra tình trạng ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương. Như tại Lâm Đồng, hôm nay tiếp tục ghi nhận tình trạng ngập lụt, sạt lở xảy ra ở các huyện thành phố phía nam của tỉnh này. Tại thành phố Bảo Lộc, khoảng 23 giờ tối qua, tại hai xã Đại Lào và Lộc Châu xảy ra ngập cục bộ, ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân. Các địa phương đã kịp thời có phương án giúp người dân chống ngập, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn mưa lớn cũng xảy ra tình trạng sụt lúng kéo dài trên tuyến đường tránh phía nam thành phố bảo lộc đoạn qua phường lộc sơn còn tại thị trấn đạ mơ ri quyện đạ huai đã xảy ra lũ quét trên sông đạ huai ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hộ dân tại xã phước lộc đã xảy ra sạt lở đất làm chia cắt tuyến đường trung tâm xã qua thôn an bình mưa lớn cũng gây ngập úng hàng chục hecta cây trồng của người dân và làm xói mòn sạt lở nhiều đoạn trên sông đạ oai cũng do mưa lớn kéo dài, sườn đồi sạt trượt đã khiến hồ thủy lợi Đắc Nơ Tinh ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cờ Long, tỉnh Đắk Nông xảy ra sự cố sụt lún, nứt gãy ở phụ cận thân đập, nguy cơ dở đập là rất cao. Chính quyền địa phương đã di dời khẩn cấp 34 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Mưa kéo dài trong mấy ngày qua đã khiến hồ thủy lợi Đắc Nơ Tinh nằm ở đồng nguồn suối Nơ Tinh xảy ra các hiện tượng sụt lún, nứt gãy, sạt trượt khu vực phụ cận thân đập. Đêm qua, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa to, lượng nước đổ về hồ lớn nên nguy cơ dở đập rất cao. Vì vậy, ngay trong đêm, chính quyền xã đã di dời khẩn cấp 34 hộ dân ở khu vực hạ nguồn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân quyền Đắc Gờ Long, mái đội bên trái đập thủy lợi Bonnetin xuất hiện các vết đất nứt khoảng 500m, rộng từ khoảng 10cm. Tiếp đó, phía sườn đồi nằm bên phải, tràn xả lũ xuất hiện cung trượt lớn, kéo dài khoảng 400m từ hạ lưu tràn tới cống thoát nước số 1 đường tránh ngập, chiều cao cung trượt khoảng 30m. Nhà của các hộ dân xung quanh đồi đã có hiện tượng nứt gãy nền nhà. Chủ đầu tư công trình đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, kiến nghị thuê đơn vị độc lập đánh giá nguyên nhân của hiện tượng sụt lún trên cũng như có giải pháp để đảm bảo an toàn xung quanh dự án. Mưa lớn kéo dài cũng gây sạt lở làm ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường giao thông, đe dọa sự an toàn của người dân. Mới đây trên quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, chiếc xe ô tô bán tải đang lưu thông thì bất ngờ bị đất đá sạt lở rơi trúng, khiến xe bị hư hỏng. Rất may là cả 4 người đi trên xe đều an toàn. Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cho biết. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất đá tại quốc lộ 6, đoạn từ tỉnh Hòa Bình đi Sơn La, gây ách tắc giao thông cục bộ. Khoảng 8 giờ 40 phút sáng nay, chiếc xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 26A05281 trên xe ô tô có 4 người khi lưu thông qua địa điểm nói trên đã bị đất đá rơi trúng. Rất may cả 4 người trên xe không ai bị thương. Sau hơn 1 giờ khắc phục, tuyến đường quốc lộ 6 đã thông xe trở lại. Trên đường tỉnh 759 đoạn qua khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông. Nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao đã tông sập tường rào công ty bên đường dẫn đến tử vong. Khoảng 22 giờ tối qua, THN, ngụ quyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, điều khiển xe máy mang biển số 93H1-37967, lưu thông trên đường tỉnh 759 hướng từ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, đi tỉnh Bình Dương. Đến khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, N điều khiển xe với tốc độ cao, bất ngờ tông vào tường rào một công ty bên đường. Cú tông mạnh khiến một phần hàng rào bằng bê tông và sắt bị đổ sập, nam thanh niên tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng nay tại đường tránh ở thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, đoạn qua địa phận phường Hưng Trí, chiếc xe tải chở bánh kẹo đang lưu thông thì bất ngờ bốc cháy. Cụ thể, chiếc xe tải mang biển kiểm soát 36H03052 do tài xế Trần Xuân Thủy điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Nam, dân chuyển bánh kẹo và các cuộn ni lông. Khi đến địa điểm trên, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế đã dừng xe truy hô người dân cùng ứng cứu, tiếp nhận thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập tắt đám cháy. Vụ cháy khiến phương tiện và hàng hóa bị thiệt hại, nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các địa phương về việc bình ổn thị trường lúa gạo, trong bối cảnh giá lương thực trong nước tăng nhanh sau tuyên bố ngừng xuất khẩu gạo của Ấn Độ, Nga và UAE. Các doanh nghiệp được yêu cầu có phương án về nguồn hàng, duy trì lượng lúa gạo dự trữ bình ổn để sẵn sàng cung ứng khi cần thiết. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương chỉ đạo sở công thương đôn đốc các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường có phương án về nguồn hàng lúa gạo để kiểm soát mức tăng giá lương thực trong nước. Việc này cũng nhằm đảm bảo cung ứng gạo cho thị trường từ nay tới cuối năm, Tết nguyên đáng giáp thình 2024 với giá bình ổn. Bộ Công Thương cũng lưu ý các doanh nghiệp tránh mua gom ồ ạt gây bất ổn thị trường, mất cân đối cung cầu cục bộ, đẩy giá lúa gạo trong nước tăng bất hợp lý. Đường sách thành phố Hồ Chí Minh nằm ở quận nhất là địa điểm được đông đảo người dân du khách, đặc biệt là các bạn trẻ tìm đến. Cũng vì vậy mà trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu đường sách thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 32 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất cùng kỳ của đường sách trong hơn 7 năm hoạt động. Theo đó, doanh thu từ sách, các hàng hóa dịch vụ tại đường sách tăng ấn tượng, đạt hơn 32 tỷ đồng, Đặc biệt, nhiều đơn vị kinh doanh tại đây có doanh thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán lẻ tại cửa hàng chiếm khoảng 70%, đạt gần 20,7 tỷ đồng. Bán sĩ chiếm 30%, đạt hơn 8,8 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng trực tuyến đạt gần 5 tỷ đồng, chiếm gần 16,9%. Riêng số bản sách bán ra 6 tháng đầu năm tăng hơn 82%, số tựa sách mới tăng hơn 94,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Măng của cây tầm dông được xem là một trong những đặc sản của huyện miền núi Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đây là món quà thiên nhiên ban tặng cho người dân nơi đây, giúp nhiều người có thêm nguồn thu nhập. Hiện thì măng tầm dông ở xứ núi đang vào mùa. Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa mưa, dọc theo tuyến đường ấp An Lợi, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, lại có nhiều gian hàng bán măng tầm dông. Hiện măng tầm dông có giá 50.000 đồng một ký. Việc thu hoạch măng tầm dông kéo dài từ nay cho đến tháng 9 âm lịch. Đây cũng là thời điểm thu hoạch rộ măng tầm dông có kích thước khá nhỏ nhưng đặc ruột, màu trắng ngà, ngọt giòn và có vị đắng nhẹ. So với một số loại măng khác, măng tầm dông được đánh giá ngon hơn. Tuy nhiên, nếu sơ chế măng tầm dông không đúng cách, có thể gây ngộ độc. Để thưởng thức loại đặc sản này, cần luộc thật kỹ, thay nước nhiều lần trước khi chế biến. Măng được nấu thành những món ăn quen thuộc như món canh, xào với thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng, trái nhãn trồng trên vùng đất cát gian biển của bà Địa Dũng Tàu có hương thơm, vị ngọt riêng và trở thành đặc sản của tỉnh này. Cây nhãn đặc sản thì đã mang lại nguồn thu nhập cao cho các nhà vườn. Không những thế, vườn nhãn giờ đây còn là điểm đến của các tour du lịch sinh thái hấp dẫn. Quyện Xuyên Mộc là địa phương có diện tích trồng nhãn lớn nhất của tỉnh Bà Địa Dũng Tàu, chiếm trên 80% diện tích nhãn toàn tỉnh, với trên 1.500 hectare nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào trồng trọt nên năng suất nhãn ở đây đạt cao như nhãn xuồng cơm vàng đạt tới 14 tấn một hecta giúp nông dân có thu nhập ổn định cây nhãn ở đây được trồng trên vùng đất cát gian biển với thổ nhưỡng và khí hậu đặc trưng chính vì thế mà trái nhãn có hương thơm vị ngọt riêng được thị trường đón nhận tiếp giáp với quyện xuyên mộc quyện đất đỏ có diện tích trồng nhãn không nhiều nhưng các hộ trồng nhãn ở đây lại có thu nhập rất tốt chỉ giới vài hecta trồng nhãn cho thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến gần một tỷ đồng bởi các vườn nhãn ở đây không chỉ bán trái mà còn là điểm đến cho các tour du lịch sinh thái để du khách tham quan và thưởng thức nhãn tại vườn. Tôi thấy là vườn nhãn này rất là lớn, trái thì cũng rất là nhiều và ăn rất là ngon. Thì được ăn những cái nhãn sạch ở đây thì tôi thấy là nó, nó một trải nghiệm rất là thú vị. Trong thời gian tới là sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách về liên kết sản xuất cũng như là liên kết với các cái gì ứng dụng các khoa học kỹ thuật để từ cái khâu không chỉ dừng ở trồng trọt mà trồng xong mà bán tiêu thụ bằng đấy, cái sản phẩm thô mà hướng đến là các cái sản phẩm chế biến để đảm bảo nó liên kết sản xuất liên kết tiêu thụ và có những cái sản phẩm chế biến sâu để tạo cái giá trị gia tăng. Hiện tỉnh bà Đi Dũng Tàu có gần 1.800 ha nhãn, trong đó diện tích đang cho thu hoạch là hơn 1.500 ha. Với lợi thế về thổ nhưỡng và khí hậu cùng với quy hoạch về nông nghiệp, du lịch đồng bộ của địa phương cây nhãn sẽ tiếp tục là loại cây đặc sản, góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân ở địa phương. Tiếp theo chương trình người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Truy bắt nhóm đối tượng tấn công người đi câu cá tử vong và cướp xe máy tại Bình Dương. Ngắm Sa Ba mua lúa chính vàng khắp núi đồi. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng công an thị xã Bến Cát truy bắt nhóm đối tượng tấn công khiến một người đàn ông đi câu cá tử vong, sau đó cướp hai chiếc xe máy. Theo thông tin ban đầu, sáng nay, anh NVJ 42 tuổi và ông VVT 63 tuổi cùng ngụ tỉnh Bình Dương đến bờ kênh gian đường Mỹ Phước Tân Dạng thuộc phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát để câu cá. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên đi tới tấn công hai người đàn ông nhóm đối tượng đã đánh ông Tê tử vong, còn anh Dê may mắn giải thoát. Sau khi gây án, các đối tượng lấy hai chiếc xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Công an xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Thành Sang sinh năm 1996 và Nguyễn Thành Đạt sinh năm 2006, cùng ngụ xã Tam Phước về hành vi chém người gây thương tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ tối qua, Phùng Đức Tài, sinh năm 1997, ngụ tại địa phương, đến chơi game tại một tiệm game ở ấp Thành Hữu, xã Tam Phước, và xảy ra mâu thuẫn với Sang. Sau đó, Sang gọi điện thoại cho Đạt, mang dao đến tiệm game để chém Tài. Đến nơi, thấy Tài đang dùng nón bảo hiểm đánh Sang, nên Đạt dùng dao tấn công Tài, gây thương tích. Sau đó, cả hai bỏ trốn. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vào cuộc truy xét và đã bắt giữ hai đối tượng nói trên cùng hung khí gây án. Cũng vì mâu thuẫn, Thạch Kim Sơn, sinh năm 2002, quê ở tỉnh Trà Vinh, đã dùng dao đâm bạn. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Sơn 8 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Sơn và anh KM sinh năm 1995, quê ở tỉnh Trà Vinh, là bạn và cùng ở chung khu nhà trọ thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ngày 29 tháng 9 năm 2021, trong lúc ngồi nhậu tại nhà trọ, thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, được mọi người can ngăn nên Sơn bỏ về phòng. Do vẫn bực tức chuyện anh M đánh mình nên ngày hôm sau, Sơn đã mang dao qua phòng trọ anh M đâm nạn nhân rồi bỏ chạy. Anh M bị thương được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 27%. Sau đó Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú. Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được tổ chức đã khai mạc vào sáng nay tại bến Bạch Đằng, quận Nhất. Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh dùng đất, con người, bản sắc văn hóa, hoạt động du lịch giảm thực đặc trưng của thành phố, hướng đến định vị thành phố Hồ Chí Minh gắn thương hiệu một đô thị sông nước và bản sắc văn hóa. Sau lễ khai mạc, một loạt hoạt động sôi so nổi sẽ diễn ra từ nay đến ngày 6 tháng 8 tại cảng Sài Gòn, công viên Bến Bạch Đằng, khu vực kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Bến Bình Đông và các khu du lịch điểm đến trên địa bàn thành phố. Nhiều hoạt động hấp dẫn tái hiện nếp sống của cộng đồng cư dân Sài Gòn, chợ lớn, gia đình thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ và mua sắm nông sản, đặc sản với không gian trên bến dưới thuyền, mô hình chợ nổi. Người dân và du khách cũng có thể quà mình vào không khí sôi so nổi của các hoạt động thể thao dưới nước trải nghiệm du lịch đường thủy và không gian văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, chương trình biểu diễn nghệ thuật đại thực cảnh trên sông Sài Gòn. Đầu tháng 8, những thửa ruộng bậc thang trên khắp các triền núi của Sapa, tỉnh Lào Cai, dần khoác lên mình tấm áo vàng thay cho màu xanh mát mắt. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng những hình ảnh đẹp của mùa lúa chính nơi đây. Năm nay, ruộng bậc thang ở Nậm Cang chính sớm hơn cả. Điểm đến này cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 50 km, sắc vàng của lúa chính bao phủ khắp bản làng tạo nên bức tranh thiên nhiên vô cùng đẹp mắt ruộng bậc thang với mảng xanh mảng vàng xen lẫn nối đuôi nhau khiến cho du khách thích thú khi ngắm nhìn không gian mênh mông với cảnh sát yên bình không chỉ nằm can những thủ ruộng bậc thang tại thung lũng mường qua bản tả phình tả vang cũng đã sẵn sàng khoe sắc vàng trong tháng chín tới hứa hẹn đem đến cho du khách những trải nghiệm khó quên khi đặt chân đến nơi này những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.